Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo chúng com. Hôm nay chúng ta sẽ làm một chiếc máy thổi bụi từ cái hộp thịt, hộp cá, hộp này. Những cái hộp cá này chúng ta kiếm rất là dễ. Mình sẽ cần thêm một viên pin 2S này, một jack của pin 2S luôn, một chiếc công tắc và một chiếc motor này. Mình sẽ cần thêm một cái bánh răng này, nó vừa mới cái trục. Tí chúng ta sẽ làm cánh quạt ở trên này. Nó vừa như vậy là được. Bây giờ mình dùng cái mũi khoét này, con sẽ khoét một lỗ nữa ra. Mình sẽ còn tiếp ở đây một lỗ to này và hai lỗ nhỏ để gắn motor vào. Mình dùng cái lon này, chúng ta sẽ uốn làm cái lòng thổi gió ra đây. Các bạn sẽ để đầu nhỏ này, đầu to. Bây giờ mình sẽ hàn nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ cắt vác đầu này đi. Các bạn hàn vào đây như thế này. Mình sẽ mài qua cái này đi. Vào đây chúng ta sẽ hàn nó vào. Các bạn hàn kín nó vào như vậy. Các bạn nhìn tiếp cái hộp này, chúng ta sẽ cắt phần này để làm cánh quạt và phần thân này nữa. Mình nhìn tiếp miếng này, chúng ta sẽ làm cái cánh cho nó. Mình cần 6 cái là được.
bạn cắt 6 miếng như vậy. Ở cái vỏ lon này, nó cong cong luôn như vậy cũng được rồi. Một vòng tròn là 360 độ, các bạn chia làm 6 phần thì là mỗi phần như là 60 độ. Chúng ta sẽ ăn vào đây. Các bạn hàn cứng nó vào như vậy. Mình chẳng tiếp 5 cái này vào. Các bạn hàn cứng nó vào như vậy. Chúng ta đã có cái kết quả này rồi. Mình sẽ khoan cái lỗ này to ra để gắn bánh răng này vào đây. Các bạn gắn cứng như vậy. Bây giờ chúng ta gắn chiếc motor vào đây. Mình gắn cái quạt này vào. Các bạn cắt thêm một cái nắp này. Chúng ta sẽ úp vào đây và khoét vào lỗ ở giữa này. Có được khoét như vậy, chúng ta sẽ cắt tiếp lấy cái nắp này. Chúng ta ốp vào đây, nó sẽ vừa luôn. Tiếp theo, pin mình sẽ gắn ở đây. Chiếc công tắc ở đây. Các bạn sẽ đấu nó vào. Các bạn hàn vào như vậy. Nhớ đấu làm sao cánh quạt nó quay như thế này. Gió sẽ thổi ra đây. Nó rất là mạnh rồi. Mình thổi thử cái lọ sắt này cho các bạn xem. Các bạn thấy nó mạnh như thế nào? Các bạn phải sạc pin cho nó. Chúng ta sạc pin vào đây. Như vậy.
Như vậy, chúng ta đang làm chiếc máy thổi bụi siêu mạnh này rồi. Kênh sáng tạo.com, chúc các bạn thành công. Thank you.